Thầy đang phát sinh chứ các bạn ạ. Thầy đang xin hướng dẫn các bạn là quấn bọc cần cần tay chế thôi. Cần tay thì nó ít ít bọc. Thì các bạn dùng cái quấn vợt của vợt tennis. Đấy, các bạn mua 15.000 cái quấn này thôi. Đấy, các bạn quấn. Các bạn quấn thì các bạn là quấn bằng chuôi cần quấn lên cái ngọn đây là chuôi cần bạn quấn hắt lên không biết độ dài của dây nó quấn vợt này bao nhiêu được bao nhiêu thì các bạn quấn ngược lên thì đến lên từ chuôi này lên phía ngọn thì được bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu. Không như bọc cần lục hoặc bọc cần kia thì mình cắt được nhưng mà cái này thì đến đâu thì mình dùng bấy nhiêu đến bấy nhiêu. Đấy, điểm bắt đầu để quấn thì có hai điểm. Nhất là các bạn điểm thứ nhất các bạn quấn chùm cả cái bịt đít cần này đi. Thứ hai là các bạn bỏ cách cái bịt đít cần để nó lộ ra để cho nó có tí thẩm mỹ. Đây, các bạn. Đấy, thì tốt nhất là các bạn cứ quấn bịt cả cái đít này đi để tránh trường hợp cái đít này câu nhiều nó cũng lỏng ra lỏng vào nó rơi mất nó cũng mất thời gian các bạn thẩm mỹ. Mà cần bán thường thì chỉ có một một cái bịt đít này các bạn cứ cẩn thận một chút. Các bạn lột cái túi bóng bên trong đây có túi bóng một lớp túi bóng này. Đầu điểm đầu này của cái này là có cái băng dính hai mặt và có một cái màng mỏng gọi như là màng túi bóng mỏng để các bạn lột ra. Lột ra. Điểm quấn ban đầu các bạn bịt chuôi cần đi để ra một nửa chuôi cần vừa đẹp thẩm mỹ lại an toàn cho cái bịt đít để không bị rơi khi bạn câu nhiều sẽ bị rơi. Mấy bạn nhìn à. Cái quấn cũng đơn giản mất thời vào ra mất chút thời gian để quấn thôi. Người tay thì đạp tay nó thuận. Cần rất bám không trơn. Cái này có ví dụ cần các bạn bị xước nhiều thì các bạn quấn cũng được và bạn thích trang trí tí đổi màu cho cái chuôi cần thì cũng dùng cái này quấn được. Cái này cũng có tác dụng chống trượt. Cần các bạn nào trơn quá thì mua này về quấn thì nó cũng chống trượt mà cũng thẩm mỹ. Trong đoạn này nó êm.
Quấn đưa đít lên thì trên này nó nhỏ dần nên là các bạn quấn cái khoảng cách này nó sẽ dày ra, nó không bị sổ. Các bạn lột băng dính, cái băng dính này dính vào vợt đây, bạn quấn. Bạn dán lại. Ngược chữ thì các bạn xoay đúng chiều. Rồi các bạn cắt phần thừa đi. Dao sắc bạn cắt. Cái này các bạn này có thể dán để lúc nào bạn lột ra bạn vẫn có đồ để dán lại được. Băng dính để trang trí. Không thì các bạn dùng băng dính điện nhưng mà băng dính màu bạn quấn vào đây cũng được. Đó. Rồi các bạn tiện này bỏ cái phần bớt cái phần thừa đi để cho nó có tí thẩm mỹ. Bạn tiện thẳng đặt dao tiện. Cái trường hợp này dao phải sắc các bạn nhé, càng sắc càng tốt, càng tiện nó với tiện các bạn cắt cái thừa đi nó càng đẹp. Cắt đây. Bạn cắt xong cái là nó đẹp quá. Bọc cần bạn là cầm ở đây rất thích êm tay.
Vừa rồi đang phi sinh đây là giới thiệu các bạn là cách bọc cần tay. Đang phi sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của đang phi sinh.